Nè, giờ là mẹ chồng mình với em chồng mình đang ở thành phố Thông Dơn. Chợ chợ cá nè, bánh trái rất là nhiều luôn. Thì cái chỗ này người ta bán bánh truyền thống của thành phố Thông Dơn nè. Với lại một cái loại kim bạp rất là nổi tiếng luôn. Để bây giờ mình sẽ nè. À, thành phố Thông Dương này nổi tiếng với hai loại, nhất là kim bạp trung mưu, thứ hai là bánh mật ong. Giờ để mình sẽ cho mọi người xem nha. Đây là cái quán bán kim bạp trung mưu rất là nổi tiếng. Ở trước cửa thì người ta có để cho mình các loại cá khô nè, đó, khô mực đồ nè, khô tùm lum tới lựa nè, thấy không mọi người? Kim bạp ra nè mọi người, kim bạp. Cái này đơn giản thôi, chỉ là cơm trắng nè. Cơm trắng người ta gói với lá rong biển đen, với lại bạch tuộc xào cây và kim chi củ cải cộng với canh đậu tương. Hồi xưa là người ta dùng bạch tuộc đó mọi người, nhưng mà do đắt quá cho nên người ta chuyển sang dùng con mực luôn cho nó rẻ. Một phần là 5.500 won, khoảng 110 ngàn. Chị Đại đang đếm mà được nhiều cục. À, được 8. Hay nào.
Xài món nè, Hà Vân ăn giỏi ta. Hà Vân nó ăn cái mỏ nó chua chua rồi. Ủa sao nó cục bắp thế đâu? Ủa lắm. Thương mày cho mày nguyên một cục tôm luôn. Thằng nó chay chét nguyên bộ mình nó luôn nè. Hai á. 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 Hai 哇, 哇。 Mẹ Chin nói á, mình không ăn bây giờ chút xíu thăng đói này nha. Vậy bên Việt Nam cũng vậy nữa. Chút xíu đói à. Cái chị Đại nói bỏ ra bên Việt Nam mình dẫn Hà Vô về. Cái Mẹ Chin nói, trời ơi trời. Hà Vô thì cũng quậy lắm nè mọi người. Dạ à. Hà Dương nó nhìn cái bác này hoài luôn nè. Tóc ngắn nó phái. Tóc ngắn nó phái nó nhìn hoài luôn. Chắc thấy giống bà ngoại. Ơ nó cười kìa. Cái giống bà ngoại bà nội đó. Trời, cái bác này bà đeo vàng vừa khủng khiếp thiệt. Bữa nay mình sẽ dẫn mọi người đi chợ. Trên đường hải sản ở thành phố Thông Dơn. Không phải là chỗ nhà của mình mà cái chỗ cách mình 20 tiếng đi xe. À, cái chỗ này là tại vì nó là cảng biển đó mọi người, cho nên rất là nhiều cá luôn. Hải sản tươi sống luôn, đã lắm. Gọi là thiên đường hải sản luôn á. Ồ, đây á. Con mực gì của con mực của Hàn Quốc chỉ có bên lớn này thôi mọi người đó. Còn con mực Việt Nam mình là chà bá lửa luôn. À, đây là mấy con cá mà truyền thống của thành phố Thông Dơn nè. Con cá chích hay gì nè mọi người. Ở Việt Nam mình gọi là cá chích hay gì đó. Đây là cái biết chỗ bán mắm nè mọi người. Mắm của Hàn Quốc nè mọi người thấy không. Nước mắm làm từ con cá cơm nè. Mắm giống bên Việt Nam mình là mắm tép rồi nè thấy không. Bên Hàn Quốc nó có ăn mắm Việt Nam mình thôi, mà có điều cái mùi vị nó khác xíu thôi. Thì nói chung cũng là mắm đó. Ồ, chỗ này bán cá nè mọi người. Bạch tuộc rồi nè. Wow. Bạch tuộc khổng lồ. Ôi cái này thì cũng mệt. Ờ. Cái tay của vị trí nó lớn hơn. Wow. Con cá nó bự kinh khủng mọi người. Ồ, nó bự. Mẹ chồng mình nói cuộc đời mới thấy con cá bự vậy luôn á. Wow, cá này mọi người. Wow. Ở chợ của mình á, con nào con nấy bé xíu thôi à. Ở trên này con nào con nấy chà bá lửa thiệt kia thiệt. Con nó bự rồi nè mọi người. Wow. Trời ơi, bà ngư kìa mọi người. Chứ mà ôi mai hả? 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 Một thao là 1 triệu á mọi người. Thao bự đi 1 triệu nè. Trời ơi, có một bự quá mọi người. Chứ mình muốn ok á. Con này là ăn sống, ăn gỏi sống á mọi người. Ồ, 진짜 대박. 똑같아요.
tại vì túc cái thân đời nhìn con này giống giống cá gô bên Việt Nam mình mọi người, y chang cá gô luôn mọi người, nhìn nè y chang cá gô luôn trời. Trời ơi, lạc cái thiên đường thiệt rồi mọi người ơi. Ở chợ của mình ở làm gì có mấy cái như vậy. Ui, những vị chiên bác làm, tự nhiên bác thấy bác sợ. Bữa nay bạch tuộc ra nhiều quá trời luôn mọi người, bạch tuộc. Con này là con gì nè mọi người? Con ốc rồi nè, con dẹp rồi nè. Trời ơi, bạch tuộc nè mọi người. Dọc bạch tuộc không luôn. Ôi, chị Mì Chin đợi ăn ốc nè mọi người, bả mua ốc bả ăn rồi nè. Cái này nhìn ngổ mọi người nè. Cái này là cá thiên nhiên chứ không phải là cá người ta mua, là nuôi. Ở Mỹ Duyên bên này bánh nấp dưới những miếng này rồi mà. Là gì phải sợ mấy con cá này giữ những miếng nữa, nó cắn phải không? Không có đâu. Cái gì chứ đây nè. Mấy con này tuy là nó nhỏ nhưng mà do là nó sống từ thiên nhiên cho nên rất là ngon. Nếu mình thắng. Trời ơi, mấy bầu ngư nó quằn quại nè mọi người, nó sống nhăn răng nó quằn quại nè. Để mình mua con bạch tuộc này về mọi người. Bạch tuộc một con 20 ngàn là 400 ngàn. Con bên lớn này nè. Con em ở đây còn có con bự lưới nữa. Cái nổ mà nè. Con này là 1 triệu con nha. Trời ơi.
đó, mọi người mua thêm ít bò hư nè, cái này là loại bự đó nha, đó loại bự mà 6 con là 400 ngàn, đó cũng rẻ rẻ ha. Nhưng mà mắc hơn mình mua trên mạng hôm bữa. Mình mua cá, mẹ chồng mình mua cá này nè mọi người. Người ta đang mặn, ở đây là mua cá là người ta mặn sẵn cho mình hết luôn. Mẹ chồng mình mua cá này thế nào mọi người. Bữa nay đi chúng chở cá này mua đã luôn. Con này nấu canh rong biển hoặc là nấu canh cá cay ăn ngon lắm nè. Quay lại cái bác bán cá lúc nãy nè, bà lột da xong bây giờ bà sắt cho mình. Mấy con cá nó không mưa nè mọi người. Nó sợ rồi, nó dám phun rồi mọi người. Thấy không, nó sợ thấy giờ. Nó sợ rồi. Trời ơi, mấy con cá này nó láo ghê thiệt. Nó giải chết nè mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Ở đầm lật bụng mà mắt nó láo liên nè mọi người nhìn nè. Nó thấy chưa? Nó giải chết đó mọi người ơi. Nó khôn nó sợ không? Ngộ nó khôn ghê hồn đi. Mình nghĩ rằng nó giải chết. Trời ơi, mua quá trời luôn mọi người. Câu chuyện bị chim nó tách nè, tách đùm đùm đề đề luôn nè. Mãi sai thiệt chị. Giờ mình mua đi bít tôm để mình về nha. Giờ mình đem để trên đi về nha, đem để lên xe cái đã. Mua quá trời cá luôn mọi người. Mai mốt á mình đi mua đồ hải sản là chắc mình phải đi lên đây quá. Nè, bye bye mọi người. Bye. Đăng ký là comment cho chị Đại để xem nhiều video hay nha. Bây giờ một cái món bánh truyền thống của thành phố Long Vân chính là cuy pan, bánh mật ong. Có nhiều loại lắm nè mọi người. Ừ, anh này mọi người phát. Ở trong này là đậu á mọi người. Phải xem. Thấy nhìn thấy ông á. Nhìn bác ăn thấy ngon quá. Hột hồng luôn không có trả lời được. Ở trên này là người ta chế mật ong lên nè mọi người thấy không? Hột hồng luôn. Trời ơi. Trời hai mẹ con ăn. Thấy ngon không? KBS, tới đây quay phim rồi nè mọi người, KBS luôn à, đó.
KBS nè. KBS nên là thấy không? Tùm lum luôn. Thôi nếu mà mình có một đề, thế đi một cái. Đó, mai mốt ai tới thăm chị em mình thì chị em mình dẫn đi mua bánh coupon nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Nè, từ năm 1980. Nhớ đăng ký, like và comment cho chị Đại để xem nhiều video hay nha mọi người.